Hello, xin chào các bạn. Rất vui khi gặp lại các bạn. Hôm nay mình tiếp tục làm clip để chia sẻ với các bạn về cái việc sử dụng đèn cho cái chú cá huyết lâm của mình. Như các bạn đều biết, hiện tại trên thị trường chúng ta đèn sử dụng cho huyết lâm rất là nhiều. Mình cũng như tất cả các bạn cũng rất là phân vân không biết nên sử dụng cái đèn nào cho cái hồ cá rồng của mình, đặc biệt là huyết lâm. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục mình làm clip để mình cùng với các bạn review đánh giá giúp mình hai cái đèn này. Một cái đèn đó là cái đèn Maizin và một cái đèn thứ hai là cái đèn No 1. Đó, đây là trước mắt các bạn là hai cái đèn này các bạn. Mình giới thiệu sơ qua cái đây đèn, cái đèn 5D hay còn gọi là cái đèn trên này nó ghi là 5D các bạn. Đây các bạn. Đây, nó ghi là 5D nhưng mà mình cái người chơi cá hay gọi là đèn No 1 các bạn. Đây các bạn. Hồ của mình là 1m33. Cho nên mình mua cái bóng 110 cm. Chứ bóng 140 nó có ba loại, loại 110. Nè các bạn hơi chói xíu. Loại 110, loại 140, loại 170. Nhưng mà 140 bảo hồ mình không có lọt cho nên mình phải mua cái bóng 110. Công suất của nó là 110 là 45W. Nếu hồ các bạn một hồ 1,5 m thì bạn sẽ mua cái bóng 140. Công suất là 65W. Còn các bạn mua nếu hồ các bạn là 1m7 hoặc 1m8 trở lên thì các bạn sẽ mua cái bóng 1m7 với công suất là 80 cm, 80W, trong khi đó các bạn là 80W. Hồ của mình là 1m3 cho nên mình sử dụng cây 110 cm với công suất là 45W. Cái đèn của nó mình vừa đỡ tốn thời gian các bạn khi xem clip đó, mình cũng đã khui trước rồi là cái theo đèn của nó là cũng như những cái đèn khác là nó có hai cục huyết đơn các bạn, hai cục đơn để nó treo vào hai đầu. Mình đang nói trước và cái đèn No 1 các bạn ha. Đây nó là cái đèn No 1 đây, mình đang cầm trên tay đây luôn các bạn. Đó, các bạn đợi mình xíu hay tại mình cầm qua một tay á. Đó, đây các bạn. Nó là đèn 5, nó đây, No 1. Nó sử dụng 5 hàng bóng các bạn. 5 hàng bóng các bạn nha. Đây nè. Nó kích thước nó là 110 cm. Nó 5 hàng bóng. Đó, rồi, một cái đèn thứ nhất. Mình cái đèn thứ hai mình tiếp tục cùng với các bạn mình sẽ chia sẻ các bạn tiếp, đó là cái đèn Maizin. Cái đèn này hiện tại trên thị trường cũng rất là nhiều anh em sử dụng các bạn. Maizin loại này là mình mua loại Super Color chứ không phải Blood, mình loại mua loại Super Color thôi. Loại này mà hồ mình cũng 1m3 cho nên mình mua cây này 1m12 các bạn. Nó là Super Color các bạn. Đó là mình cũng đã cui ra sẵn ra đây. Đèn ở đây các bạn, nó là ở đây, nó nhỏ hơn cái bóng đèn của nó chỉ có 2 hàng bóng thôi các bạn. Thằng No 1 thì có 5 hàng bóng nhưng mà thằng Maizin là chỉ có 1 hàng bóng thôi. Đó các bạn, nó cũng 1m12 cm, nó 2 hàng bóng. Công suất của nó cái nhà sản xuất nó in sẵn lên cái này các bạn. Đó, đợi các bạn đợi xíu, đợi mình lùa này qua nha. Đó, nó có ba cục vít đơn. No 1 thì có là hai cục vít đôi hai bên góc, còn riêng cái Maizin nó có ba cục vít đơn ba góc. Đây các bạn, công suất của nó đây, để mình lấy nét cho các bạn coi ha. Đây các bạn, Maizin mình vừa mua luôn các bạn, công suất của nó là 25W, 2 hàng bóng. Đó, rồi bây giờ mình bóng của mình bóng Super Color các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình ráp lên cái hồ huyết lông của mình luôn. Thì như các bạn biết là các bạn mà thường cái hồ huyết lông của bạn mà cá mà size của bạn size tầm 35-40 trở lên các bạn, cá rất là đỏ rồi các bạn, màu rất nó lên màu rất là đẹp, ok rồi. Riêng chú huyết của mình là chỉ mới size khoảng 20 thôi các bạn. Đây size khoảng 20-22 thôi các bạn. Mình quay thực tế luôn cho các bạn dễ coi. Đây là hiện tại hồ mình chưa có bật đèn, mình chưa có bật đèn, mình đỡ nhờ ánh sáng của phòng, ánh sáng phòng thôi, cái đèn mình hồ mình chưa bật đèn các bạn ha. Đây con chú huyết của mình, chú huyết của mình các bạn mới là 20 cm thôi các bạn. Mình sẽ quay nó thực tế hơn, tại các bạn biết sao, tại khi mà họ quay họ review cái bóng đèn với cái con cá size tầm 40-40 trở lên các bạn thì thật sự ra bạn đánh đèn bất cứ đèn nào nó cũng đỏ hết các bạn. Nhưng con cá của mình mới chỉ size 20-22 thôi. Mình sẽ quay mình sẽ đánh giá, nhờ các bạn đánh giá giúp mình ở cây Maizin và cây No 1 về cây nào hiệu quả hơn để anh em chúng ta bớt cái tốn tiền mà gọi tiền chi phí học việc các bạn nha.
Rồi các bạn đợi mình xíu nha, mình sẽ ráp cái hai, mình sẽ tiến hành bật hai cái đèn lên luôn cùng một lúc các bạn nha. Các bạn đợi một chút xíu. Các bạn đợi mình xíu các bạn, tại mình có một mình làm á, cho nên mình hơi lâu xíu các bạn thông cảm nha. Mình cũng vừa mua về luôn các bạn. Rồi mình vừa mới cắm cây Mayjin xong các bạn. Bây giờ mình tiếp tục mình cắm luôn cái cây No 1 các bạn nha. Các bạn đợi cho mình chút xíu nha các bạn nha. Mình cắm luôn cái cây No 1 rồi mình sẽ cùng bật hai cây luôn các bạn. Các bạn xem giúp mình nha. Để mình gắn cái cục hít này vào. Rồi các bạn đợi mình xíu mình câu dây điện cho các bạn nha. Quay cái xe là xíu đây, xe là đứng một kia đừng quay về nha.
Rồi xong rồi các bạn, mình vừa cắm xong, bây giờ mình sẽ tiến hành bật đèn các bạn nha. Đó các bạn, đây là con cá của mình mà size mới, size 20 thôi các bạn. Mình đang đèn mình đang sử dụng là cái đèn mình đang tạm thời mình bật cái cây nó một các bạn. Đó, các bạn xem giúp mình nha. Tại cá của mình thì nó còn size nhỏ các bạn, nó chưa có màu mè gì hết các bạn. Đó, hôm bữa mình nuôi cái hồ kia, mình mới vừa lên cái hồ lớn ngày hôm nay luôn các bạn. À, thì cái cá các bạn mà size mà còn tầm 35-40 rồi các bạn, thì cá nó sẽ lên màu, cho nên sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên cá của mình là chỉ size 20 thôi, nó chưa có màu mè hết, cho nên mình cũng khó đánh giá, không biết là sắc tố của cái đèn nó giúp cái con cá nó phát triển màu không. Nhưng mà hiện tại đây là mình đang bật cây nô 1 các bạn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bật cây mây trên các bạn nha. Các bạn đợi mình chút xíu nha. Đó các bạn, mình tắt cái cây nó một rồi, mình đang đánh cái cây Amazing này các bạn. Đó, các bạn thấy sao các bạn? Theo mình thấy là theo cá nhân của mình mà thấy cây Amazing dường như màu nó nét hơn các bạn, nó nét con cá hơn và nó đỡ đỏ nước hơn các bạn. Nước nó trong veo luôn các bạn. Hồ mình vừa chạy lọc được khoảng 4 ngày các bạn. Hồ mình mới chạy lọc được 4 ngày, mình vừa mới thả cá luôn các bạn. Mình vừa mới thả cá cách đây khoảng 8 tiếng à. Xong rồi bây giờ mình mới mua hai cái đèn về, cho nên mình làm một clip quay cho các bạn luôn. Đó các bạn, đây là cây Amazing này các bạn. Theo mình thấy là cây Amazing nó tốt hơn các bạn. Theo cái nhân của mình đó. Không biết các bạn như thế nào. Rồi các bạn xem kỹ lại giúp mình nha. Đây là mình đang đỡ cái cây Amazing. Đó, cây Amazing các bạn nha. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình tắt cái cây Amazing này, mình bật lại cây No 1 các bạn xem nha. Đó các bạn, đây là hiện tại là mình đang đánh cây No 1 5D các bạn, No 1 á. Mình tắt cây Amazing rồi, các bạn thấy nước như thế nào bạn? Theo mình thấy nha, theo riêng cá nhân mình thấy thì cái cây Amazing dường như nước nó ít đỏ hơn các bạn, mà nó trong hơn, mà nó lên con có lên 7 con cá cũng đỏ hơn chút sao các bạn. Các bạn có thấy giống như mình không bạn? Như mình thấy là ở đây mình tiến lại gần cho các bạn dỡ màu sắc các bạn nha. Đó, cá của mình thì có size 22 các bạn, cho nên
V7 nó cũng chưa phát, nó cũng chưa có màu gì hết, nó chỉ mới hơi cam cam ngay chỗ má thôi các bạn. Đó, đây là cây No 1 rồi bạn. Cây Meijin dường như là nước nó không có màu luôn các bạn. Cây No 1 này chúng ta nhìn kỹ, nước nó vẫn có một cái màu gọi là hơi hồng hồng các bạn. Nó không có như Sumilong nhưng mà nó vẫn có một chút gì đó gọi là hồng hồng. Các bạn nhìn cái đáy hồ của mình đó, hồ mình phong trắng nhưng mà đèn này nó có hơi cảm giác hơi màu hồng hồng. Rồi các bạn xem lại giúp mình nha. Rồi bây giờ mình tiến hành mình tắt cái cây No 1 này, mình bật lại cây Meijin các bạn nha. Bây giờ là mình mở lại cái cây Meijin mà tắt cây No 1 các bạn nha. Đó. Rồi các bạn thấy sao? À, theo mình thấy nha các bạn, theo cá nhân mình thấy là cây Meijin này nước nó trong trong hơn các bạn, nó không, các bạn có thấy cái đáy của mình không? Nó vẫn giữ cái màu trắng của cái nền đáy, không có màu hồng hồng, màu hồng hồng của đèn cái máy. Đó. Mà cá cũng nói chung là cũng cá, một con cá có cảm giác này nó lên màu nhiều hơn chút xíu các bạn. Meijin tuyệt, theo mình á, theo cá nhân mình thì cây Meijin 10, cây No 1 khoảng 7 hoặc 8 thôi các bạn. Đó. Đó, bây giờ mình thử bật một lần là hai cây luôn các bạn nha. Hiện tại đây là cây Meijin nè các bạn. Mình tiến hành bật thêm một cây No 1 luôn. Mình kết hợp giữa Meijin và No 1 như thế nào các bạn nha. Các bạn xem clip xong các bạn bình luận giúp mình cái ở trong phần bình luận các bạn nha. Rồi bây giờ hiện tại đây là cây Meijin nè các bạn. Bây giờ mình bật luôn cây No 1, mình phối hợp của cây Meijin và cây No 1 luôn. Các bạn đợi mình xíu, mình lại mình bật tắt. Đó, các bạn thấy sao? Đây là vừa Meijin và vừa No 1 các bạn. Cũng không khác là bao các bạn ha. Cũng không khác là bao. Nếu mình bật theo mình cây Meijin nó được hơn các bạn. Nước cảm giác là nó tự nhiên hơn, nó trong hơn. Nó trong hơn hơi khi các bạn đánh cây cây No 1. Nhưng mà độ sáng á, theo mình thấy độ sáng thì cây No 1 nó sáng hơn. Tại nó thực chất nó là 5 hàng bóng mà các bạn. Nó 5 hàng bóng cho nên nó sáng hơn cái cây Meijin. Cây Meijin thì nó chỉ có 2 hàng bóng thôi, cho nên nó không có sáng hồ bằng cái cây No 1. Nhưng mà nước nó trong hơn, nó tự nhiên hơn, ít đỏ nước hơn, nước nó không có cảm giác hơi hồng hồng. Còn cây No 1 thì hồ nó sáng hơn, nhưng mà nó cảm giác là nước hồ nó hơi hồng hồng chút xíu, hơi đỏ nước các bạn, hơi đỏ thôi chứ không phải đỏ lẹt giống như mấy cây Evercinco hay là mấy cây Sumilong kia, hơi đỏ thôi các bạn. Đó, thì khi các bạn mà đánh con cá ở size mini như vậy, các bạn dễ mà đánh giá cái đèn hơn. Tại các bạn biết sao, tại khi các bạn mà xem với con cá ở size 40 trở lên, 40-45 các bạn, nó đã phát triển màu rồi đó, thì đa phần là các bạn đánh đèn nào nó cũng lên màu cả, thì cũng rất là khó. Thì bây giờ thì mình đánh cái con cá mình chỉ mới size khoảng 20-22 thôi. Đó, cái hồ này mình mới chạy lọc 4 ngày luôn các bạn. Mình vừa mới chạy lọc 4 ngày thôi. Thì chạy lọc 4 ngày mình thì mình thả mấy cái con hồ mà yến như là Kim Sơn, Phi Phụng trước ngày hôm qua rồi. Còn hôm nay mà lúc mà sáng mình mới thả cái con Huyết Long luôn các bạn. Đó, mình vừa thả luôn các bạn. Đó, các bạn thấy, các bạn xem trong clip các bạn đánh giá giúp mình là cây No 1 được hơn hay là cây Meijin được hơn các bạn hơn, hay là sự phối hợp của cây Meijin và cây No 1. Cái hồ lớn của mình, hồ lớn của mình hồ Phong Đen á, là mình sự kết hợp của cây Magic và cây T10 các bạn. Còn riêng cái hồ này mình hồ Phong Trắng á, cho nên mình sử dụng cái thằng Meijin với thằng No 1 này. Mình đang sử dụng cả hai cây luôn các bạn. Dù No 1 và Meijin. Đó.
Hồi nãy giờ các bạn sẽ xem clip, các bạn có thấy được cái cây Magin hay cây No 1 được không các bạn ha? Thì ở phần bình luận các bạn giúp mình cho mình ý kiến giúp mình các bạn nha. Rồi xin chào các bạn, hẹn các bạn clip kế tiếp. Clip kế tiếp mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái hồ của mình, với lại về cái vật lọc của mình như thế nào. Mình hồ mình mới chạy được lọc 14 ngày mà nó nước trong lắm các bạn, trong queo luôn, trong quắt luôn các bạn. Các bạn thấy không? Ở quay lại gần cho các bạn xem các bạn nha. Đây các bạn. Em quyết của mình nè các bạn. Size khoảng 22 các bạn. Mới chỗ cam cam thôi các bạn chứ chưa lên màu. Rồi clip mình cũng dài rồi, mình xin kết thúc clip tại đây. Các bạn xem clip xong nhớ like và đăng ký giúp mình, và giúp mình đánh giá giúp mình là nên sử dụng cây Magin tốt hơn hay cây No 1 tốt hơn các bạn nha. Ở phần bình luận các bạn nhớ bình luận giúp mình. Rồi cảm ơn các bạn xem clip. Cũng gần đến còn vài ngày nữa là Tết Nguyên Đán của chúng ta rồi. Thì nhân dịp clip này mình kính chúc tất cả các bạn đam mê cái rồng và cùng với gia đình các bạn có một cuộc sống thật hạnh phúc, ấm no, gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công hơn nữa, và đặc biệt là sẽ cho ra đời những chú cá thật là đẹp các bạn nha. Rồi xin chào các bạn, hẹn các bạn ở clip kế tiếp. Xin chào các bạn.